Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước hãng Kimco lột xác cái phiên bản là EK Premium 2023 tại thị trường châu Âu. Nhãn sức xe máy Đài Loan là Kimco vừa giới thiệu một cái dòng xe mới để cạnh tranh trong cái lĩnh vực là Celica Maxive Quister hạng trung. Kimco ký ứng ở hạng mục này với việc giới thiệu là EK 550 vào năm 2017. Tuy nhiên đến năm 2023, thì hãng Kimco đã tung ra phiên bản là EK Premium 2023 hoàn toàn mới, một cái chiếc xe tay ga cái kiểu dáng đẹp mạnh mẽ nhằm cạnh tranh với phiên bản Yamaha T-Spark. EK Premium 2023 được trang bị cho mình động cơ là 2 xăng, dung tích là 550cc với cái trục kiểu là 270 độ, sinh ra cái công suất 51 mã lực. Ngoài ra cái phiên bản này còn trang bị một cái công này là bướm gây điện tử, cho phép kiểm soát cái phần động cơ chính xác hơn và tăng tốc nó mượt mà hơn. Nó cũng bao gồm những cái chế độ lái có thể được điều chỉnh, cho phép người dùng có thể chọn từ hai cài đặt cái công suất riêng cho mình. EK Premium 2023 nó có thân xe mạnh mẽ hơn và cái mặt trước hầm hố với thiết kế đèn LED cái kiểu dáng là góc cạnh. Thiết kế này là một cái sự khác biệt đáng kể so với cái kiểu dáng vốn thấy thể thao của EK 550, khiến cho cái bản Premium 2023 nó trông có vẻ là tương lai hơn rất nhiều về cái mặt thiết kế. Cái kiểm soát kéo, kiểm soát hành trình là một trong những tính năng bổ sung trên cái chiếc EK Premium 2023, mang lại cái cảm giác lái nó êm ái và an toàn hơn ở những cái chuyến du ngoạn đường dài. Cái mẫu Kimco EK Premium 2023 nặng là 238kg, khiến nó trở thành đối thủ nặng ký nhất phân khúc Maxive Quister hạng sang. Tuy nhiên đối thủ là cái chiếc Yamaha T-Spark 2023 cũng chỉ nặng là 216kg. Tuy nhiên thì Kimco cũng đảm bảo rằng trọng lượng được cân bằng tốt và cái mẫu tay ga này có thể tiếp cận và dễ dàng điều khiển. Nó tóm lại là EK Premium 2023, một cái đối thủ đáng gờm phân khúc Maxive Quister cao cấp nhờ một cái động cơ mạnh mẽ, vẻ ngoài thời trang và tiện nghi sang trọng. EK Premium sẽ được bán lẻ với mức giá là gần 11.000 euro, đổi ra tiền Việt nó tương đương gần là 284 triệu đồng. Nó mang lại một cái sự thay thế cạnh tranh trong cái trường hợp là Taiga Mexico Cup hiện nay. Vì vậy, ở mức giá này thì cái chiếc Maxive Quister cao cấp rẻ hơn Yamaha T-Smart 2023 và 1.000 euro đang được bán lẻ với mức giá rơi vào khoảng là 15.613 euro, đó ra tiền Việt nó tương đương là 403 triệu Việt Nam đồng cho cái phiên bản là T-Smart. Công ty cũng tin rằng là EK Premium sẽ hút được những biker đang tìm kiếm một cái dòng tay ga mạnh mẽ, thoải mái, thanh lịch, có khả năng xử lý trong lẫn thành phố và những cái chuyến đi đường dài. EK Premium 2023 đã có sẵn, đã đặt trước thông qua những cái đại lý của Kimco ở thị trường châu Âu và Vương quốc Anh. Dự kiến cái dòng Maxive Quister này sẽ sớm được cung cấp ở những thị trường khác trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này để kiếm tiếp, nhớ like, share, subscribe.